Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với game show Ai Khác Biệt của BitVN. Ai Khác Biệt là một game show sẽ thách đố khả năng phán đoán, khả năng suy luận và khả năng hùng biện của những người tham gia chương trình. Luật chơi của chúng ta như sau. Trong số 6 nhân vật trải nghiệm, chỉ có duy nhất một người khác biệt. Những người chơi khác cần loại được nhân vật khác biệt ra khỏi vòng chơi cho đến khi chỉ còn 2 người cuối cùng. Người khác biệt ở lại đến vòng cuối cùng sẽ nhận được toàn bộ tiền thưởng. Nếu không, số tiền sẽ thuộc về 2 người chơi giỏi nhất. Mình sinh năm 92. Mình 92? Yep. Mất sinh chưa? Tất nhiên là rất lâu rồi. Xin chào mọi người, mình tên là Hiếu, mình sinh năm 98. Mình mất sinh từ cấp 2 rồi. Cái này mà bố mẹ biết có sao, bố mẹ mà xem được thì sao? Cái này bố mẹ biết lâu rồi. Lần đầu tiên của chị như thế nào? Lần đầu tiên của chị á? Như nào á? Như nào? Nào bây giờ nhỉ? Ngượng nhỉ? Chắc là hơi đau. Hơi đau. Trong vòng 1 thì 6 người chơi đã loại một người. Và cả 6 người chơi đều nghi ngờ rằng người này chưa mất sinh. Những chàng trai cô gái miền Bắc hãy vẫy tay chào tạm biệt chàng trai đến từ Đà Lạt. Chàng trai Đà Lạt đã bị nghi ngờ là chưa mất sinh. Nghe cô cũng nghĩ rằng là nữ với nữ có thể không quan hệ được. Nhưng thật ra là mình có rất nhiều cách để quan hệ. Hai cô gái của chúng ta đang bị mọi người nghi ngờ là chưa làm chuyện đó. Bây giờ hai bạn sẽ có 30 giây để tự hùng biện cho bản thân mình. 30 giây, bắt đầu! Mình đã đi khám phụ khoa rồi. Có một thời gian em đã phải dùng biện pháp là núp. Tại vì... Núp là gì? Lúc là em không biết. Lúc là gì? Bôi trơn ạ. Bôi trơn. Không. Vừa rồi tôi đã nhận được kết quả. Giờ tôi sẽ công bố. Dương thân mến, em hãy sang ôm Vân Anh, tạm biệt Vân Anh đi vì Vân Anh là người bị loại. Rồi hai chị ôm nhau đi, Vân Anh đã bị loại. May mắn. Bạn cảm thấy nào khi mà bạn bị hốt loại ra ở vòng tất nhiên là bị loại thì cũng buồn rồi nhưng mà không sao, mọi người vẫn vui vì mình, mọi người vẫn nghĩ là mình còn trong trắng. Hiện tại thì chúng ta chỉ còn 4 người chơi. Theo các bạn thì con sói đã bị loại chưa ạ? Hay là con sói vẫn đang đứng ở đây ạ? 50-50 lắm. Em giống hai anh chị ạ. Ở cái số mà ai là led ấy, bạn đấy còn giả vờ còn thân sâu luôn. Bạn ấy kể một câu chuyện có người yêu phải 3-4 năm rồi. Rồi bị cắm sừng các kiểu. Một lúc sau, vâng em là led thôi xong đã ngủ. Thế mình có một câu hỏi dành cho cả 4 người. Đó là mọi người nghĩ sao về cái vấn đề ăn cơm trước kẻ, ăn kem trước cậu? Bình thường mà. Bình thường. Thực ra em nghĩ là ngày xưa thì chúng ta bị mất cân bằng về giới tính ấy. Có nghĩa là nam và nữ thì không được cái sự cân bằng với nhau. Thì cái chuyện ăn cơm trước kẻng thì đối với một phụ nói nó là một cái gì đấy nó quá là sai lầm. Nhưng mà xã hội bây giờ khi mà mọi thứ được cân bằng lại, nam nữ bình đẳng, thì chuyện ăn cơm kẻng nó là một cái điều mình cũng nên... Chứ mà nó không phải là cái vấn đề để cổ suý nhưng cũng rồi. Không phải cái gì để quá xấu hổ đúng không? Đúng rồi. Không cổ suý mà cũng không phải chỉ xấu hổ. Chỉ là mình sẽ chưa tìm được người phù hợp để mình cảm thấy là mình, mình muốn... muốn ăn cơm trước kẻ. Đúng rồi. Mình muốn làm chuyện đấy thôi. Ok. Còn Lena? Em nghĩ đó là chuyện bình thường. Đó là chuyện bình thường. Bởi vì ai cũng có nhu cầu và người ta cũng phải thử nhiều thứ trước khi biết mình thực sự cần cái gì, đúng không? Cho anh hỏi là Lena là mẹ là người Nga đúng không? Vâng. Ngày bé em có sống ở bên Nga không hay là em? Em có, em có sinh ra và lớn lên ở đấy. Thì cái tư tưởng của những người ở bên quê ngoại em thì như thế nào về cái vấn đề? Em thấy các bạn bằng lứa em thì hơi người lớn hơn em một chút, bởi vì em ở trong gia đình có bố cũng là một người rất là nghiêm khắc nên. Gia đình em rất giữ em ấy. Thì đi chơi mới gì nữa.
Không, lộ nhưng rồi. Nhưng mà em cũng có người yêu 3 năm rồi đúng không? Tôi cũng có người yêu trước đấy 2 năm rưỡi nhưng tôi cũng chưa làm gì hết. Cho đến mãi vừa rồi tôi mới... nhưng mà chị 26 tuổi rồi. em đã quen những người mà 30 tuổi vẫn chưa mất. Ui thế thì chả khè được ra lửa à? Là 30 tổ, là 30 tổ luôn mà. Hết giờ. Rồi. Nóng quá. Sau khi nghe mọi người suy luận rồi bàn luận về nhau thì mọi người đã có kết quả cho mình chưa? Đã nghĩ ra được cái tên tiếp theo để mọi người biết chưa? Rồi. Thực ra cái tên là đi theo em từ đầu rồi mà em vẫn chưa biết. À cái tên đi theo em từ đầu rồi. Thời gian kết thúc và ngay bây giờ xin mời từng người hãy bước lên phía trước để ghi tên người mà các bạn nghi ngờ. Tôi đã có trong tay kết quả. Và đây lại là một kết quả vô cùng bất ngờ. Vi thân mến, theo em thì ai bị loại? Không. Thôi em không. Theo em thì ai bị loại? Anh ơi, em sợ. Em sợ quá. Em theo em thì... Thì em chỉ tên một người bất kỳ đi. Ai bị loại? Em nghĩ là anh Minh. Chính xác rồi đây. Ôi trời ơi. Ủa, Minh là người đã bị loại. Mọi người lại vỗ tay. Tại sao anh Minh lại bị loại? Tại vì thấy chị Dương vỗ tay. Thôi, em nghĩ là anh cũng không có cơ hội để bị loại đâu mà anh Minh đang nói. Em chào anh nhá. Anh Minh diễn. Rồi, vòng 4 chúng ta bắt đầu. Mình xin hỏi cả ba bạn đang đứng lên một câu là khi các bạn nhận lời tham gia cái chương trình này, các bạn có ngại không? Các bạn có sợ là khi cư dân mạng xem chương trình, họ thấy là mình tự do nói chuyện về cái vấn đề quan hệ này, xong họ sẽ comment đánh giá mình không? Thời đại mở rồi mà anh. Em thì em khá là sợ. Em sợ bố mẹ em thôi. Bố mẹ em vẫn nghĩ rằng là em mà đi chơi đêm về là có đứa đấy. Vẫn sợ điều đấy à. Nhưng bây mà giờ... em lại đi. Nhưng mà thật ra thì em nghĩ rằng đây là một vấn đề cởi mở. Phải nói ra để cho mà em nghĩ rằng là thế hệ trẻ cũng cần biết. Và những cái bạn nào mà đang phát triển ạ. Các bạn thì cũng có thể tìm hiểu qua chương trình này các bạn ơi. Hãy nhớ xem nhé. Có khi đây là kiểu gài vào chương trình gài vào đấy. Dương có ngại nếu mà mọi người comment đánh giá không? Thực ra về cơ bản là sẽ ngại. Cái chuyện này thì nó sẽ có hai mặt của vấn đề. Đúng. Còn mặt kia thì thôi thì xã hội nó cũng mở thì mình có thể open với nó cũng được không sao. Ok. Vậy thì mình mong rằng là các bạn khi xem chương trình này thì hãy comment một cách có văn hóa. Vì đây là một vấn đề theo mình nó là rất là bình thường của mỗi người. Ai rồi cũng sẽ phải trải qua chuyện đó. Nên là mong các bạn đừng phán xét hay là đừng đánh giá bất kỳ một ai khi tham gia chương trình này. Ok. Rồi bây chúng ta suy luận tiếp nào. Ai là sói đây? Em vừa hỏi là chị làm gì ạ? Ở ngoài. Chị làm truyền thông. Chị làm truyền thông. Truyền thông. Vừa truyền vừa thông. Đúng rồi đấy. Nếu mà làm truyền thông thì chị có làm báo không ạ? Có, chị có làm việc về báo chí. Vâng, tức là em chỉ biết rằng là những người làm báo thì người ta rất là hoa mỹ, dùng những cái từ hay là nói những cái câu chuyện mà người ta mường tượng nhiều vấn đề ấy ạ. Báo thế là báo rít báo sát. Chị là làm việc với báo. Chị không phải biết báo. À. Thế còn cô giáo ạ? Cô giáo thì người ta bảo là hay thật thà lắm. Nhưng mà không, em cô giáo 4.0 nó hơi khác rồi. À vâng, em nhớ rồi ạ. Có cái cô giáo gì mà nổi tiếng bên nổi tiếng Việt Nam tên là Thảo ấy. À đúng rồi. Đây cô giáo Lena. À có cô Lena đấy. Cô Lena, cũng bộ cao, cũng bộ cao. Công nhân mã, công nhân mã nha. Bộ cao đấy, bộ cao đấy. Bây giờ vẫn cần một câu hỏi chí mạng nữa. Cái lần gần đây quan hệ nhất của mọi người như thế nào, lần gần nhất? Như thế nào hay là khi nào? Như thế nào và khi nào luôn. Ok. Em trả lời trước đi Dương. Phải nhìn vào mắt nhau bên này là xem. Nhìn vào mắt nhá. Đây, lần gần đấy là tầm tháng 5. Tầm tháng 5. Lâu thế rồi á? Lâu thế á? 7 tháng rồi. Tại sao? Tại vì là đã bảo là đâu phải mối quan hệ nào nó cũng đẹp đâu. Ờ, đúng thật. Đến lượt chị đấy. À rồi. À, vừa hôm qua xong. Sao hôm nay tươi tắn thế? Sao mọi người tắn thế? Mọi người nhắc tràn đầy năng lượng. Còn đi thì sao? Em không có. Không có. Bây giờ là những giờ phút cuối cùng sắp tìm ra được sói rồi. Mọi người có muốn nhìn vào máy quay và gửi gắm điều gì tới những bạn mà chưa làm việc đấy không?
các em hãy từ từ bình tĩnh, khi nào sẵn sàng rồi triển thôi. Không cần phải vội vàng, phải cố đúng chứng rồi. Tỏ mình là tao đã làm chuyện đấy để làm gì cả đúng không? Đúng rồi. Em phải có biện pháp bảo vệ. Đúng rồi. Làm gì làm nhưng phải an toàn, đảm bảo về cái vấn đề sức khỏe lên hàng đầu. Nhưng mà nhiều bạn thì sẽ không có điều kiện, hoặc là sẽ nghĩ là rất là ngại, bởi vì khi đến mua cái đấy nó là những cái đồ rất là dễ gây cho mình cảm thấy ngại ngùng ngượng ấy. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian quyết định để tìm ra con sói. Xin mời Dương. Chúng ta đã có kết quả. Dương. Một lần nữa. Anh xin chúc mừng em vì anh vẫn chưa bị loại. Theo Dương thì người bị loại là ai? Em nghĩ là Vi. Vi á? Sao em nghĩ là Vi? Mình sẽ có những cái phán đoán của mình. Của riêng mình. Của riêng mình. Và nó sẽ là cảm nhận riêng. Thì theo Vi thì phán đoán của Dương có đúng không? Theo em thì em nghĩ là không. Rất tiếc lại là đúng đấy. Vâng, Vi là người đã bị loại. Rồi, xin mời Vi đi ra ngoài. Em chào mọi người. Em không được nói lời cuối à? Thôi, em có thể nói lời cuối. Em không nói gì đâu ạ. Em bị loại đúng rồi. Không bất ngờ lắm, bởi vì mình nghĩ rằng là sói đã bị loại ra rồi. Và hai chị em có vẻ thông đồng để giết các anh em của chúng tôi thôi. Hiện tại thì chỉ còn hai cô gái đang đứng bên cạnh tôi. Không biết là người khác biệt đã bị loại chưa, hay người khác biệt là một trong hai cô gái này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đón kết quả. Nếu đèn chuyển xanh thì người khác biệt đã bị loại, và đèn chuyển sang màu đỏ thì người khác biệt vẫn đang đứng ở đây. 3, 2, 1, xin mời kết quả. Các bạn biết là điều gì đã xảy ra chưa? Đúng, chính xác. Chúc mừng hai người chiến thắng của chúng ta. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn có thể tiến lên phía trước để nhận lấy phần thưởng của mình ạ. Thế là mình được không? Đúng. Chào mừng sự quay lại của cả 6 người chơi. Và bây giờ là giờ phút quyết định. Chúng ta sẽ biết kết quả ai là người khác biệt. Xin mời người khác biệt bước lên phía trước. Tôi đoán đúng. Tôi đã ghi Vân Anh. Đúng không? Đúng không? Thật ra em chào mọi người, em đây là Vân Anh và em sinh năm 98 ạ. 98. Vừa lúc em nói mới là 96. Em bị lừa. Đây không bị lừa nữa mà em học trường anh em học qua K34. Nhưng mà em K36, em vẫn cùng trường anh mà. Thôi được rồi. Bảo sao mình bảo là K34 mà cũng không nhớ ra con này tên là gì. Không thể nào nhớ nổi Facebook là gì, hóa ra là lừa đảo. 98 ạ. Dạ vâng. Thật ra là cái lúc mà thực sự em chơi ma sói nhiều rồi và em rất sợ làm sói luôn. Với cả em chưa làm chuyện đấy bao giờ, nhưng mà em có lý thuyết cũng khá là vững vàng. Nhưng mà bạn em còn bảo là mày đi thi chương trình này, tao đã training cho mày thì đảm bảo mày sẽ thắng thôi. Nhưng mà mọi người vẫn lại ra. Nhưng mà nó chưa training cho em một cái nữa là nói dối phải trước mắt. Em là, à đâu, nói dối không trước mắt, còn em có trước mắt. Vâng, vẫn lộ. Có thể là đây là lần đầu tiên em ghi hình nên là em... Mình tên là Vân Anh và mình sinh năm 98, năm nay 22 tuổi. Nguyên jean ạ. Ok. Thế tại sao bạn lại còn jean trong cái thời đại này? Một phần thì là gia đình mình khá là rất là nghiêm khắc. Và bố mình thì luôn luôn dặn là con gái thì không nên ăn cơm trước kẻng. Tại vì là từ trước đến giờ thì bố mình luôn có cái suy nghĩ đấy rồi. Và nhà mình có 3 chị em gái thì bố luôn luôn dặn tất cả các chị em như thế. Và mình cũng
một phần là cũng muốn nghe theo lời của bố mình, nhưng mà phần lớn thì là tất nhiên là phần lớn cái chuyện đấy thì không thể nào mà kiểu luôn luôn nghĩ cái chuyện đấy, nó luôn luôn nghĩ đến ở gia đình mình không được. Phần lớn là do bản thân mình chưa muốn, và mình mới có hai mối tình, và mối tình nào cũng kéo dài một khoảng thời gian ngắn, và lúc đấy thì cả hai người bằng tuổi nên là còn rất là trẻ con, và mình và bạn ấy đều chưa từng have sex và chưa có trải nghiệm, nên là cũng rất khó chia sẻ với nhau về cái vấn đề đấy. Có thể là mình chưa trải nghiệm, nhưng mà lý thuyết thì mình biết rất là nhiều, tại vì mình luôn có những đứa bạn mà chia sẻ cái kinh nghiệm đấy cho mình. Còn mình rất sợ là nhỡ đâu mà sau khi một lần mà mình trải nghiệm cái chuyện đấy thì mình lại kiểu mình nhu cầu của mình lại cao hơn và mình lại bị quỵ lụy thì sao, nên là mình rất là sợ. Qua tập vừa rồi thì tôi mong các bạn đã hiểu rằng việc quan hệ tình dục là một việc hoàn toàn bình thường. Chúng ta không nên có những cái phán xét, những cái định kiến về nó. Thay vì việc chúng ta cứ phải lẩn tránh, không dám đối mặt, thì chúng ta hãy cởi mở hơn, hãy chuẩn bị cho mình những cái kiến thức và những cái kỹ năng cần thiết để có thể tự bảo vệ cho bản thân mình. Nếu các bạn muốn đóng góp ý kiến gì thì hãy comment ở dưới nhá. Đừng quên like và share và subscribe kênh BitVN để ủng hộ cho chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Chảy về tim.